thấy trần thế mãi còn lưỡng lự nghe, muốn tu mà còn hỡi chần chờ. Mà thầy cho biết là việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng giới thối là một hai nước tướng à, chứ không phải là lâu đâu quý vị. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà bây giờ mình thấy thất chưa, trên thế giới thất rồi đó à. Chứ không phải là chuyện đơn giản, nói với hoàn cầu là bây giờ là thất rồi đó. Chứ không phải là bị dị nhan thiên tai nè, mới đầu dịch bệnh nè, thiên tai nè, coi như là đủ kiểu hết, là không có chống được, không có đỡ được. Toàn cả trên thế giới là coi như là 200+ nước đó, đều là chỗ nào cũng đều xảy ra tai ách hết, là đã thất rồi còn gì nữa. Cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi còn gì nữa, phải không? Nên Phật tiên phải xuống phàm trần, rồi tới sau này khổ dữ lắm. Đức thầy cho biết là chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam Quốc cái lương dân mới biết. Thì đến chừng sau này, những cái mà Đức thầy báo sau này đó, những cái sự diễn tiến tới đây nó rất là đau khổ, rất là khủng khiếp, chứ không phải trần giới thế bây giờ nào biết. Mà chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa chị Út, chủ sự trong gia đình, và kính thưa cùng toàn thể các huynh đệ có mặt hôm nay kính mến. Thưa quý vị, nhân hôm nay cũng là cái ngày kỷ niệm giỗ ông Ba, mà toàn thể chư huynh đệ đồng tề tụ trở về gia đình của chị Út đây, trong thời gian coi như là chúng ta còn lưu nán lại đây, để rồi chúng ta coi như là tâm sự chuyện trò qua đạo đức. Và đồng thời quý vị có đề nghị lên làm bổn phận trong giây phút. Thưa quý vị, nếu trong thời gian để làm bổn phận có những cái điều gì còn kém khuyết, hưởng mong quý vị cũng hoan hỷ, cũng niệm tình tha lỗi cho đệ, để thành thật biết ơn trước. Nam mô A Di Đà Phật. Coi như hôm nay đó, đệ lên đây chia sẻ cùng toàn thể quý vị, coi như là khái niệm về đạo đức mà trong thời gian qua đệ nhận thức trong giáo lý của Đức Thầy. Thì trong cái thời gian tu tập này, coi như là những cái hiểu biết của đệ, tu như thế nào, làm như thế nào để chúng ta đầy đủ phước duyên, rồi sau này chúng ta được chữ hội long qua. Thưa quý vị, coi như là cái đạo mình bàn không thể cùng, chuyện đạo đức rất là thâm sâu, rất là huyền diệu, rất là mầu nhiệm. Thì trong khi để chia sẻ những cái học biết và những cái thấy trong giáo lý của Đức Thầy, thì chia sẻ cho quý vị toàn thể, quý vị nào có nhận được, coi như là để rất mong quý vị cũng coi như là nghiệm xét lại những lời của đệ chia sẻ hôm nay, coi nó có phù hợp chân lý hay không, để rồi chúng ta tiến tu. Đó là cái mong mỏi nhất trong đời hành đạo của đệ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm nay coi như là đệ đi sâu vào cái chương trình chia sẻ, vì cái thời gian coi như là chỉ vài mươi phút thôi, tức là gói ghém chia sẻ trong cái clip này. Nói về cái tu hôm nay đó, làm sao cho đầy đủ những phước duyên để rồi chúng ta sau này được diện kiến thầy, được chữ hội long qua, được coi như là hợp mặt vô tôi. Thì theo cái thấy của đệ, thì bây giờ đó, trước tiên đó, chúng ta phải sửa mình, chúng ta phải ăn chay, chúng ta phải niệm Phật và phải làm lành. Đó là những cái yếu tố quan trọng, và đồng thời cuối cùng là phải có hiếu thảo cha mẹ nữa quý vị à. Thì nếu mà đầy đủ những công hạnh này, thì tin chắc rằng coi như là mai sau không một vị nào là không được diện kiến Đức Thầy, và mai sau này không một vị nào coi như là không được chịu hội long qua. Đó là cái nhận thức của đệ. Thì trước tiên là chúng ta phải ăn chay nghe quý vị, bởi vì coi như là mới vô đó, nếu mà chúng ta không ăn chay á, bởi vì cái đạo của thầy ra hôm nay đó
là tới 80 mấy năm rồi, tức là 83 năm. Coi như là Đức Thầy cho biết là chay 4 bữa ấy là quy tắc, có chỉ một đoạn trong giáo lý trong quyển tư thôi, mà cái sự chay lạc Thầy nhắc rất nhiều trong giáo lý quý vị. Hôm nay tất cả anh em huynh đệ ở đây chắc có lẽ ăn chay cũng muốn hết rồi. Hình như nhớ có một đồng đạo một hà nam mô như đạo Phật. Nhớ ngàn đồng đạo. Nhớ chuyến này cố gắng mày được. Hôm nay đệ cốt lõi đó, tức là muốn thương anh lắm, mến anh lắm, nhưng mà miễn nhắc tên nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Quan hỷ nghe. Giờ biết. Nam mô A Di Đà Phật. Thương ảnh dữ lắm, tại vì cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh nó không đồng nhau á quý cô bác anh chị em. Nói là nói vậy, nhưng mà rất coi như là ảnh ủng hộ đạo pháp rất là nhiệt tình. Coi như là rủ đi đâu cũng đi, đi núi cũng đi, đi đám làm tình cũng đi, đi đám dỗ cũng đi. Nhưng mà vậy đó quý cô bác. Bởi vì đức điều này Đức Thầy cho biết là thấy trần thế mãi còn lưỡng lự, nghe, muốn tu mà còn hỡi chặn chờ. Mà Thầy cho biết là việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng giới thối một hai nước tướng à, chứ không phải là lâu đâu quý vị. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà bây giờ mình thấy thất chưa, trên thế giới thất rồi đó à. Chứ không phải là chuyện đơn giản, nói hoàn cầu là bây giờ là thất rồi đó. Chứ không phải là bị dị nhan thiên tai nè, mới đầu dịch bệnh nè, thiên tai nè, coi như là đủ kiểu hết, là không có chống được, không có đỡ được. Toàn cả trên thế giới là coi như là 200 mấy nước đó, đều là chỗ nào cũng đều xảy ra tai ách hết, là đã thất rồi còn gì nữa. Cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi còn gì nữa, phải không? Nên Phật tiên phải xuống phàm trần, rồi tới sau này khổ dữ lắm. Đức Thầy cho biết là chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam Quốc cái lương dân mới biết. Thì đến chừng sau này, những cái mà Đức Thầy báo sau này đó, những cái sự diễn tiến tới đây nó rất là đau khổ, rất là khủng khiếp, chứ không phải trần giới thế bây giờ nào biết. Mà chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Hiện giờ mình thấy thế giới rất yên bình, phải không chị Út? Ở bên Mỹ vẫn im gu hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái trận dịch rồi chết rất nhiều đó Nghe chị thố lộ hôm qua, hỏi thăm chị đó, coi như là chết rất nhiều. Cái người Mỹ người ta không ăn cơm, người ta không có sức đề kháng. Đó là chị nói mới biết đó nha. Coi như là đến khi chết rồi chung không kịp. Cái điều này Đức Thầy đã cho biết lâu rồi, 83 năm nay rồi chứ đâu phải mới đây. Cờ đã thất rồi, nhưng mà đến hôm nay nó diễn tiến tới như vậy đó. Không phải cái cuộc cờ ở đây mà nói cái đất nước Việt Nam của mình không, mà cái cuộc cờ ở đây là tổng diện toàn thế giới hết. Không có một nước nào không xảy ra coi như là thiên tai nạn ách, rồi coi như là động đất chỗ này chỗ kia, rồi sóng thần. Mình thấy hiện giờ mấy ngày nay đó bên Mỹ đó quý cô bác, theo để là coi tin tức đó, mấy bên Mỹ bữa nay ngày nay đó có một cái trận bão khủng khiếp, nó càng quét là các là tiểu bang của nước Mỹ á, nhưng mà để không có nhận định rõ là tiểu bang nào. Coi như là hiện giờ đó là đang là càng quét bệnh đó. Đó mình thấy thất chưa, có chống được chưa. Coi như là hiện giờ đó, coi như là chính sách các nước, nước nào cũng vậy á, coi như là phòng chống lục bão, ngừa lục bão. Nhưng mà đến khi bão vô rồi, có khi chết 100, chết 200, chết 2-3 ngàn người, chết 5-7 ngàn người. Có chống được không chịu? Không bao giờ chống được. Đó là cờ đã thất đó. Nhưng mà đến cuối cùng còn chờ nước chiếu thôi là xong hả? Nam mô A Di Đà Phật, cái chiếu đó không biết chừng nào nghe. Bình Định hôm nay Úc Đàn hối thúc cho quý vị, tức là toàn thể trên thế giới, trên cộng đồng mạng, nếu ai nghe được cái clip này để chia sẻ đó, là hôm nay mình trước tiên là phải ăn chay. Là chi? Là gieo cái nhân duyên lành với Đức Phật. Nó vậy đó. Cái người tu đầu tiên là phải ăn chay. Mà ăn chay ở đây bây giờ ăn chay kỳ không kịp nữa quý cô bác. Ăn chay kỳ lúc này hết kịp rồi nghe mấy anh. Chuyến này là phải hối thúc rồi, là cái cuộc đời là cờ thế giới gần thúc rồi, là không có ăn chay kỳ nữa, mà cố gắng phải trường chay. Tại sao cái người ăn chay trường đó, để chi? Là để sau này bị gì, đến kỳ sau này đó Đức Thầy cho biết là đến kỳ trả quả mày biết bao. Nếu mà chúng ta không trường chay, không giữ giới sát đó hen, là đến cái kỳ trả quả này mình chả chịu không nổi quý vị à. Coi như là hiện giờ nè, dịch bệnh mình thấy rõ rồi đó, đây rồi tới chiến tranh. Nếu mình sát đặt tỷ dụ hôm nay mình giết thú vật quá nhiều để nuôi cái thân của mình, là cái lòng từ bi không có. Nếu mình gieo cái nhân bất lành đó, sau này đến chiến tranh rồi mình phải trả quý vị.
đây là Út Đàn nói. Nhưng mà hôm nay không phải tự ý Út Đàn nói nghe. Hôm nay á, để nhắc trong giáo lý của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim á, chẳng lột một ai. Có nghĩa là tất cả từ cổ chí kim, nếu chúng ta gieo nhân nào thì phải hưởng quả nấy, không bao giờ sai trật quý vị. Thành thử chỗ đó nên để coi như là khuyến khích mấy quý vị mình nên cố gắng trường trai để mình không có sát sanh. Để chi? Coi như là ăn chay niệm Phật để tỏ cái lòng từ bi thương chúng sanh. Bởi vì chúng sanh tất cả muôn loài vạn vật trên thế gian này, tất cả chúng sanh đều muốn sống và đồng thời đều sợ chết giống như con người của mình vậy. Từ cái chỗ mà mình không ăn chay đó, mình không biết niệm Phật, mình không biết làm lành đó, nếu mình sát giết đó, coi như là càng thảm sát chừng nào do cái nghiệp đó, sau này đến cái kỳ trả quả, sát một dao, đền một dao, trồng bông kiển, Đức Thầy cho biết là giống chi hưởng nấy quý cô bác à. Nếu mà hôm nay mình bước chân vào đạo mà không ăn chay là không được. Vì lẽ đó nên hôm nay á, để khuyến khích toàn thể quý vị mình trên thế giới, những vị nào coi như là hiện giờ có lòng từ bi, phải tập thương chúng sanh đi. Tức là mình không nỡ sát hại nó để mà nuôi cái thân thể của mình. Ăn chay thỏa dạ từ bi, không đành sát vật mới nuôi thì khẩu ta. Khi nghe tiếng chúng kêu la nỡ nào cắt cổ mà lột da cho đành. Thưa quý cô bác, thì cái điều này á, trong khi mình mỗi lần mình muốn bắt thú vật mình sát hại để mà ăn đấy, thì á, là coi như là thú vật đâu có phanh thai chịu cho mình chói đâu, phải không? Phải chạy, phải dùng, phải dãy đủ cách để mà mưu toàn, để mà sống. Nhưng mà tối cuối cùng rồi á, coi như là thú vật á, nó rất là coi như là nó không có năng lực đủ để mà chống chọi với mình, thành thử cuối cùng phải chịu chói thôi, phải đưa cần cổ vô cho mình cắt thôi, nó vậy đó. Chứ đâu có thú vật nào mà lợi là nó thôi bữa nay nè tôi hiến cái thân này cho ông ăn, tôi hiến cái thân này cho là ông nuôi sống trong gia đình ông, không có đâu quý cô bác à. Coi như là thú vật nào cũng muốn sống sợ chết y gan mình vậy, đến thậm chí những cái loài côn trùng nhỏ nhoi mà cũng vậy luôn đó. Đặt thí dụ mình đi trên đường một con muỗi, một con ruồi, một con kiến thôi, coi như là cái chân mình dần bước tới đó là nó sợ rồi đó, thì mình thấy đó, nó cũng muốn sống y gan mình vậy. Vì lẽ đó Đức Thầy và Đức Phật mới dạy mình trường trai là gì. Có nghĩa là trường trai là có nghĩa ăn những cái thứ coi như là ngũ cốc đó, hoặc giả là những cái loại hoa màu, coi như là những cái cỏ cây rau cải. Tức là những cái loại này nó không có biết sống và sợ chết. Đây là chỉ cho cái loài vật đó là vô tri nên mình dùng được. Tức là mình đặt ví dụ mình hái rau thì coi như cái cọng rau nó đâu có cử động, nó đâu có gì đâu, nó đâu có chống chọi với mình gì đâu. Tức là cái loại này tiến hóa còn lâu lắm mới thành người, thành súc vật. Vì đã đó coi như là mình tu hôm nay mình ăn chúng để chi, coi như là sau này có thể là coi như là nhiều tiền kiếp nữa là chúng mới biến hóa được. Còn hôm nay á, coi như là thú vật là sắp sửa đầu sanh lên làm người rồi, trả hết kiếp thú vật đó. Vì lẽ đó coi như là chúng vẫn biết sống sợ chết y gan con người mình. Vì lẽ đó Đức Phật dạy mình phải ăn chay đó quý cô bác. Tất nhiên là lục thập chay, hoặc giả là chay kỳ, hay là những cái điều mà Đức Thầy đã dạy trong giáo lý hôm nay đó hen, là dạy chúng ta phải nên trường chay. Tức là coi như là tương dưa giữ phận cho tròn, hoặc giả là tương dưa muối cháo rau đạm bạc. Quý cô bác mình thấy đó, xét trong giáo lý Đức Thầy nói rất nhiều khuyên mình ăn chay để tránh sát sanh, không tạo nghiệp để rồi sau này chúng ta không trả quả. Nhưng mà đến cái thời kỳ trả quả này nó khủng khiếp lắm, chứ không phải chuyện đơn giản nghe quý cô bác. Cái thời kỳ trả quả gần tới đây là khủng khiếp lắm. Coi như là những cái hoàn cảnh diễn tiến tới đây như vậy đó. Nếu mà trả mà mình không có trường trai, mình cứ tạo nghiệp hoài thì sau này mình trả sợ chịu, trả không nổi quý cô bác à. Vì đã đó để lên đây coi như là khuyến khích quý vị mình cố gắng nên ăn chay đi, cố gắng niệm Phật đi. Vì trong cái thời kỳ này nó cũng thấy kề cận lắm rồi, nói vậy đó. Coi như là cờ đã thắt còn chờ nước chiếu đó, nếu mà chiếu một cái là xong luôn. Hiện giờ coi như là mấy ngày nay đó, cái chiến trường trên thế giới phải nói là rất là náo động. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng ở đó không nghe quý vị. Mình thấy Việt Nam mình yên bình nghe chị Út gì anh đây, chị đâu, chị nghĩ là chị chạy khỏi rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa hẳn đâu. Không có ý em nói đây là gì. Tức là mình thấy hiện giờ cái đất nước mình yên bình là sống là sung túc. Nhưng mà Đức Thầy cho biết là gió giông á ngang thì cội cây gung. Đó, cái câu đó mình ớn đó. Cái câu đó mình phải dè chừng đó, cái câu đó mình đáng sợ đó. Ở phương xa có vạt mà thung dung đặng nào.
Mình hiện giờ Đức Thầy nói là đã diễn ra rồi, trời Tây chúng nó hùng hào. Thấy rõ không? Hiện giờ là trời Tây chúng nó hùng hào. Đem lòng gây gỗ, máu đào nhuộm tuôn. Chị thấy rõ ràng cái cảnh không? Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện giờ mấy cái cảnh này đệ không có nhắc nhiều. Hiện giờ mình đã thấy hết rồi. Bây giờ quý vị nào muốn cần tìm hiểu sâu, quẹt lên mạng đi. Giờ mở thế giới. Bởi vì Đức Thầy đã nói trước coi như là 83 năm nay rồi. Đức Thầy cho biết là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê đó. Hồi xưa đó, chị biết hả? Thầy nói vậy sao mình á, cái mắt của phàm mình làm sao nhìn ở bên thế giới được. Nhưng mà đến cái thời kỳ hiện đại quá này, coi như là cái gì mấy chấm không gì đó, mấy để nói nè, 5.0 hay gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật, cái này đại không biết nha. Tức là quẹt vô thấy liền. Chị thấy rõ ràng không? Chỉ có Đức Thầy, chỉ có vị Phật mới biết được rằng sau này cái thời kỳ tiến hóa là thế giới ngồi một nơi, một nơi một thôi mà vẫn xem toàn thể thế giới. Đó, mình thấy rõ ràng không? Vậy thì quý vị nào muốn tìm hiểu cứ quẹt xem đi. Coi như là lời Đức Thầy mà Úc Đàn hôm nay nhắc lại coi có hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy cho biết là chưa là giới kẻ chẳng ưa, nghe. Chứ người tâm đạo ấy biết thừa tới đâu. Nếu hôm nay mà mình xét trong giáo lý Đức Thầy đó, coi như là cái tuồng này đó, nó diễn tiến y gan ban ngày vậy đó chị Úc. Nó hiện cảnh coi như là thấy rõ hết. Hiện giờ là coi như là Đức Thầy thố lộ những cái lời Đức Thầy thố lộ tiên tri ngài cho biết đó hen. Mấy mươi năm nay mà bây giờ nó diễn ra hiện cảnh. Mà nếu bây giờ chúng ta không ăn chay, mà chúng ta không niệm Phật, chúng ta không làm lành, không hiếu thảo với cha mẹ, coi chừng sau này đến lập hội Long Hoa mình sống không được nghe chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái niềm tin của đệ đối với thầy. Lúc nào đệ cũng có niềm tin vậy hết. Nếu mình không lo, bị gì Đức Thầy dạy mình lâu rồi, mà nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng. Đừng có trách sao không chỉ bảo. Điều này Đức Thầy coi như là dạy rất nhiều lần trong giáo lý. Coi như là muốn cho tất cả chúng sanh, muốn cho tất cả tín đồ là phải cố gắng thực hành ăn chay, rồi bắt đầu là phải niệm Phật, rồi làm lành. Tức là sau này mình tạo những cái công đức đầy đủ, sau này đến hội Long Hoa hoặc giả là thầy trở lại đầy kế bên tổ đình nghe, chứ không phải xa nghe. Nhưng mà nghe thầy gì ông bển mà mình không có tu đây, không có dám qua đó chị Úc à. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo như cái thấy của đại diện không dám qua. Tới chừng đó qua mà thầy nghe thầy gì ông bển á, coi như là Đức Thầy cho biết là chừng nào á, chừng nào thầy lại gia trung á, thì trong bổn đạo mấy bóng tùng phụ che nghe hy tin thầy kế bên hả, cách có chừng cái 2 cây số thôi. Nhưng mà thầy dạng bển tín đồ đi tới ì xèo vậy đó mà mình không tu không dám qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Theo như cái thấy của đại vậy, đến chừng đó không dám qua. Thầy gì à thầy, chứ con bây giờ con làm không tròn, sợ thầy gầy, đâu có dám qua đâu. Đó là cái là nghiệp duyên mình tạo, mình sợ trả, rồi gặp mặt thầy mình thẹn, mình không dám gặp. Hoặc giả có ga anh em thấy người ta đi đông quá ha, tới chừng đó rủ nhau đi, thầy gì ở bển á mấy đệ ơi, thầy gì ở bển là chị Út ơi, bắt đầu cũng hùa theo đi. Nhưng mà đi tới đó gặp thầy không dám vô diện kiến cái Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái trừu tượng thôi nha, cái nghĩ của đệ là sau này cái diễn cảnh đó nếu mình không tu, gặp thầy nói chuyện thuyết pháp và đồng thời coi như là thầy che chở cho tín đồ ở trên là diễn đàn trên tổ đình ha. Nhưng mà thật chất ở dưới này mình không dám lại gần. Nam Mô A Di Đà Phật. Núp núp sau lưng không, theo như cái nghĩ của đệ, bởi vì mình làm không có tròn là giác đó là núp núp sau lưng không đó. Bởi vì là giác đó khổ, bởi vì chờ thầy cho biết là nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng đó. Đừng có trách sao không chỉ bảo, thầy giải hết rồi. Vì lẽ đó nên hôm nay để lên đây chia sẻ quý vị, mong quý vị coi như là trước tiên phải ăn chay và đồng thời cố gắng chúng ta là niệm Phật, chúng ta làm lành. Đó là những cái sự chia sẻ của đệ coi như là hôm nay cho toàn thể quý vị nào có nhận được, nghe được và đồng thời là sự chia sẻ của đệ thấy có hữu ích thì quý vị cố gắng đi, cố gắng ăn chay niệm Phật làm lành đi quý vị à. Đây là cái Đức Thầy cho biết là lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Tất nhiên là cái thời kỳ cái kiếp chót của thầy độ mình chỉ có cái kiếp cuối cùng này thôi, không còn cơ hội nữa nghe mấy chị, không còn cơ hội nữa. Nếu kiếp này mình không tu là không còn cơ hội nào kiếp nào nữa hết, chỉ có kiếp chót này đây. Thầy của chúng ta xuống đây lâm phàm cũng là kiếp chót, mà tín đồ coi như mà nếu trong thời gian này mình không tu coi chừng mình cũng kiếp chót đó nha, chưa hẳn lên mà đầu sanh được làm người để rồi mình tu nữa. Theo cái nghĩ của đệ là gì đó, bởi vì coi như là đến kỳ là trả quả rồi, nếu mình gieo nhân là mình là hưởng quả. Mà bây giờ đó cái diễn cảnh hiện giờ mình không biết được,
coi như là mấy năm nay mình bàn mình tính này nọ, coi như là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Nhưng mà cái đó là cái nghĩ của mình thôi, nhưng mà thật chất cái tuồng đời như pháo trăm ngồi á, bá gia yên lặng mà có cùng này. Nếu nó nổ là xong đó quý cô bác à. À, để thấy là nó nổ là xong hả? Chứ đừng nói là cái cuộc đời nó kéo dài là bàn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày không có bàn được đâu. Thấy vậy đó. Nhưng mà nếu bây giờ nó không châm là thôi, nó không nổ là thôi. Nếu nó nổ là xong. Bởi vì bây giờ là nếu nổ là toàn cầu là tiêu rủi hết còn cái gì? Đâu phải chuyện đơn giản nữa. Đức Thầy cho biết là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Cái cảnh mà chiến tranh thảm khốc đâu phải chuyện vừa đâu mấy chị. Coi như là nhà mình không còn luôn đó. Rồi con người chết có bằng thay chất đóng luôn đó. Chứ phải chơi đâu. Đức Thầy cho biết rồi. Là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ mà hiện giờ mình thấy nó lé lé lên không biết chừng nào tới cái đất nước của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cũng cầu mong rằng ơn trên coi như là lúc nào cũng gia trì cho cái đất nước Việt Nam của mình tai qua nạn khỏi nha quý vị. Nhất là mấy anh dẫn núi như anh Năm Tiếp với anh Tư Phương nè, mấy anh em dẫn núi lên chảnh nha, dầu chư thần hay hoặc giả là dầu đầu dầu bà, dầu nào cũng giá cho đất nước được an bình, dầu nào cũng phải cầu nguyện cho thế giới là bớt ngồi chiến tranh, cầu nguyện cho là dịch bệnh tiêu tan. Thì mình thấy ra đó, coi như mà biết bao nhiêu người đồng tâm hiệp chí, nếu cái đất nước Việt Nam của mình ai cũng như mấy anh vậy đó, tức là ai cũng đều cầu nguyện hàng ngày, không bao giờ có chuyện gì hết trơn đó chị ơi. Quà Nam Mô A Di Đà Phật. Theo cái thấy của đệ ngang là đất nước mình được yên bình, mà ngạt nổi đó nha, người tu người không thứ đó khổ. Bởi vậy thầy khổ hoài, thầy nói là coi như là chừng nào bổn đạo hiểu thông mới thiên cơ đạo lý mới để lòng với tôi đó, là thầy mới an lòng được. Chứ còn mà nếu kẻ tu người không hen, thầy khổ hoài. Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Coi như là lúc nào thầy cũng đều lo cho chúng sanh, để rồi chúng sanh biết được cái đạo, biết được cái nẻo tu hành, để sau này sống còn. Lòng từ bi của Đức Phật lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà hôm nay mình nở lòng nào, cái chiến chót mà thầy xuống đây thầy kêu thúc mà mình không tu hả quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái công ơn của thầy phải nói là nó to lớn vô cùng, mà đồng thời chúng ta có một cái diễm phúc rất là lớn lao, đầu sanh được cái cõi miền Nam nước Việt, rất là diễm phúc mà hôm nay đã gieo duyên với Đức Phật rồi, mà coi như là nguyện quy y theo mấy ngày, mà coi như là bữa nay mình nguyện mới có thể mình quên mấy chị, cũng khổ dữ lắm khổ. Vì trong cái thời kỳ hiện đại này đó, coi như là nó cám dỗ rất nhiều điều, coi như là mình không thể tinh tấn hoài mãi được. Nói vậy đó, mình lơ là, mà nếu coi như là trong cái giờ phút cuối này mà lơ là khổ lắm. Bởi vì cái cuộc thi gần mở, cái thời kỳ Long Hoa sắp khai mở, thì nếu mà mình không chịu cố gắng thực hành đó hen, không chịu cố công là bỏ ra để mà hành đạo đó, coi chừng coi như là sống còn không được. Nó vậy đó. Đức Thầy cho biết là ráng tu ân đức chớ tu tiền. Với Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, mà thiền từ nào rước lại Tây Thiên. Phải không? Đức Thầy nói là sau này nếu mà không có thiền từ nào mà rước lại cái người tội ác được. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Đức Thầy nói rồi. Nếu mà hôm nay đó, coi như là quý vị được cái kiếp người này mà quý vị không cố gắng lo tu, không cố gắng lo hành đạo, không cố gắng trao dồi, là không cố gắng làm lành, coi như là hiện giờ mình có tiền, đã tỷ dụ như như chị Út ở đây đó, là thấy chị làm đây mấy bữa nay á, coi như là chị nói với mấy anh em á, chị ao ước làm sao đến cái cốc này, đến cái chạy này để lo tu hành, giàu bao nhiêu tiền chị cũng dám lo hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy nó quý báu vô cùng. Nếu ở trên thế gian này ai cũng được như chị, ai cũng lo cho đạo như vậy, ai cũng muốn mọi người đều tu hành biết đạo biết đức, nó quý báu biết chừng nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất là quý báu, nói vậy đó. Tức là đồng tâm hiệp chí, coi như là thương yêu lẫn nhau như con một cha, nói vậy đó. Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, đó là cái công đức vô lượng vô biên, chứ không phải thể mà bàn cho hết được đâu. Vì lẽ đó nên hôm nay mình đồng tâm hiệp chí, mình kêu gọi nếu người nào có hữu duyên với mình, đặt tỷ dụ cái việc lớn mình làm không được, mình làm việc nhỏ, coi như là thương yêu nhau để lo lắng cho nhau. Vì trong cái thời gian này thầy sẽ gắn đó quý cô bác, đồng tương trợ lẫn nhau, và đồng là khuyến khích là tu hành để đáp đền cái công ơn mà thầy tổ đã ban cho mình, dạy dỗ mình trong thời gian rất lâu rồi. Vì lẽ đó nên hôm nay đệ cũng gắng mạo muội lên đây để chia sẻ kêu gọi cùng toàn thể quý vị trong thời gian này, coi như là mình đã thấy cái diễn cảnh nó đều diễn tiến tới, ai cũng đều thấy hết. Coi như là không phải là nói người đạo không, mà người đời hiện giờ
cũng vẫn biết là cái hoàn cảnh tới như thế nào. Tại sao? Bởi vì mấy năm trước đó, cái thời sống của mình rất là yên bình, nhưng mà đến năm rồi năm nay đó thấy xảy ra rất là nhiều việc. Quý cô bác mình có thấy không? Coi như là như chỉ thị 16 rồi, mình bất ngờ. Bất ngờ luôn. Coi như là ở đây không biết lúc đó mấy chị có về chưa hen. Ở bên đây phải nói là rất là bất ngờ. Mới đầu á, coi như là xuống cái chốt huyện, xuống cái chốt tỉnh, xuống cái chốt tỉnh, bắt đầu xuống cái chốt huyện. Mình nghĩ là xuống cái chốt huyện rồi thôi. Bắt đầu xuống cái chốt xã, tức là xã nào nó gạo xã nấy, không cho qua xã kia. Rồi cái xuống cái chốt áp luôn. Nam Mô A Di Đà Phật, tới xuống chốt áp rồi chắc đó quýnh hết rồi, đâu biết cái chuyện gì xảy ra đâu. Coi như là ở đâu ở đó rồi. Tới chừng nó xuống cái chốt mà tổ luôn là rồi xong. Mấy chị biết hả, cái tổ nào nó cũng xuống chốt chân lại cây cầu, cái nó phá ngang, nó gào lại hết chân. Coi như là mình ở trong nhà mình á, là coi như là cách đây mới mấy tháng thôi chứ đâu có lâu, phải không Ngọc Tâm? Đâu có lâu đâu. Nhưng mà lúc đó xảy ra rất là bất ngờ. Mà điều này Đức Thầy cho biết rồi, từ đây biến đổi dị kỳ. Nghe dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai. Có nghĩa là điều lai chuyển hết quý vị à. Thấy vậy đó, bất ngờ này hết, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rồi đây tới dài dài tới đây rồi nhiều chuyện bất ngờ. Mình không có tả nổi đâu. Trong giáo lý Đức Thầy đã thổ lộ hết rồi. Đức Thầy nói là no chiều rồi lại đói mơi nè. Dương trần sắp dướng bệnh trời, từ đây mình nghĩ hiện giờ cái đất nước Việt Nam mình mà thầy nói là no chịu rồi đó mới làm sao đói. Hiện giờ cứ bận ngang là ba cái lúa gạo đó xuất khẩu đứng thứ nhì của thế giới mà hỏi sao đói. Nam Mô A Di Đà Phật, chưa hẳn nghe quý vị. Đức Thầy khẳng định rồi đó, no chịu rồi lại đó mới đó, chứ không phải là thấy vậy mà là không đói đâu nghe. Một ngày nào đó nếu là cái bùm thôi à, nếu mà pháo châm ngồi mà nó nổ cái bùm cái là đói. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà năm nay cái việc làm của đệ đó, đệ thấy là muốn đói rồi đó. Biết sao không? Hôm nay nói cho quý vị biết, hiện giờ đó các kho phân á, bây giờ mình muốn trồng rẫy thôi, lợi mua phân không có phân, phải đặt đó. Rồi nếu hỏi cái nghề nông của mình mà đặt phân mà không có đồ trễ nãy sao mà ăn, không có thể làm được. Mà không làm thì thử hỏi lấy gì để nuôi sống mình, phải không? Là coi chừng đói tới bên lưng đó. Hiện giờ các kho phân thuốc cũng vậy, cấm sạch trơn, hoặc giả là các cái vật liệu ở nước ngoài không nhập nữa. Bởi vì hiện giờ lộn xộn thế giới nè, nó coi như là biển đông đi qua đây không được. Coi như là mình thấy mỗi lần muốn mua thuốc mắc đặt nữa đó quý cô bác. Rồi thấy là coi chừng dễ đói không, cấp kỵ hả. Rồi bây giờ cái hàng mình làm ra rồi bán không được, coi như là vốn xuất thì nhiều, nhưng mà trồng ra bán hỏi có 1.000 ký, 500 ký. Bây giờ hiện giờ ba cái xài đó lập vườn á, mấy năm mấy có trái, mà quý cô bác mình thấy hiện giờ có 500 đồng một ký thôi. Thấy khổ không? Rồi quýt cam cũng vậy, tới chừng mà có rồi trồng thì ra khó khăn. Thuốc men xịt mà coi như là chịch cái là bị là như chị Tám đó. Chịch một cái nó ra cốc sạch trơn rồi sao bán. Mà ra đó hả, coi như là bán không được, giá thì nó rớt. Rồi thử hỏi vậy có đó không? Đói không? Mau cấp kỳ. Đức Thầy nói rồi, không bao giờ sai trật đâu quý vị. Đây là mình nói cái diễn cảnh từ từ, tức là vậy đó. Sau này là nó diễn tới từ đây biến đổi dị kỳ mà. Có nghĩa là lạ thường. Coi như là mình dòm xem thời cuộc đi, xem cái cuộc chuyện bây giờ rồi theo dõi nó, rồi mình thấy nó coi như là hiện ra trước mắt mình hết á. Nam Mô A Di Đà Phật, nó hiện ra trước mắt hết á. Nhưng mà cái này mình bàn chỉ là đơn giản trong đất nước của mình thôi nha. Cái khổ nó sắp xỉn diễn ra vậy nha. Nhưng mà cái đó còn lâu lắm quý vị. Đặt ví dụ mình bán được đồng nhưng mà vẫn có thể nuôi thân được, nuôi sống được. Bán 1.000 ký thôi, nhưng mà trong khi đó tấn cũng được triệu, mua cũng được vài trăm ký gạo, sống cũng được vài tháng nghe chị Út. Nhưng mà đến khi bán không được đó hen, hoặc giả là coi như là cái của mình đang có đó mà bỗng nhiên nó mất hết à. Bởi vì nếu mà bùng lên chiến tranh rồi là nó mất liền. Là giác đó thử hỏi coi đói không. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái khổ nhất là cái khổ đói đó hen. Lúc Đức Thầy mà thuyết pháp ở Trần Cần Thơ đó, cho quý vị hôm nay để nhắc lại đó, là thầy nói là đói ba tiếng đói là quý vị à. Mà những cái đói, cái tiếng đói thứ ba này có chừng là sắp dướng đó. Hiện giờ mình đang là sống trong cái cảnh niệm ấm chăn im, coi như là những cái vật thực không thiếu thốn. Nhưng mà Đức Thầy nói cái tiếng đói thứ ba đó có chừng. Bởi vì thời kỳ nó trải qua là hai lần đói, là hồi đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến đó rồi. Nhưng mà đến cái đệ tam thế chiến này nếu bùng đổ là đói một cái là khủng khiếp luôn. Cái trận này ha, dùng vũ khí tối tân còn khổ lắm. Vì lẽ đó nên hôm nay
coi như là để lên đây kêu gọi quý vị, coi như là nên nghiên cứu và nên xét kỹ cái cục diện của thế giới rồi đặng quý vị cố gắng lo lập thân hành đạo đi, gắng cố gắng là tu thân đi, rồi cố thắng gắng giúp đời đi, để chi đã đặng mình tạo cái phước duyên đó sau này đặng mới sống còn được. Nếu mình không tạo phước duyên rồi là không bao giờ chúng ta sống còn được. Vì tới là cái kỳ thi này là cái kỳ đại hội, cái kỳ long hoa là cái kỳ thi công đức. Nếu chúng ta là không có đầy đủ phước duyên, thử hỏi mình làm sao có đủ để mà dự thi quý cô bác. Vì đã đó tất cả các anh em là lên phiên để cho mình có đầy đủ phước duyên đặng sau này sống còn là sau này diện kiến thầy tổ, đó là vậy đó, chứ không có là ngoài ra cái ý gì khác hết. Bất cứ tất cả các anh em nào lên chia sẻ cũng đều như vậy hết. Nên hôm nay để ráng lên đây mạo muội chia sẻ cùng toàn thể quý cô bác anh chị em mình đó, là mong làm sao cho quý vị nghe được cái lời giáo lý của Đức Thầy dạy mình, để rồi chúng ta ăn chay niệm Phật đặng chúng ta sống còn, cố gắng nghe lời giáo lý của Đức Thầy mà chúng ta hành đạo bố thí làm lành, và đồng thời có hiếu thảo với cha mẹ. Nếu những vị nào coi như là đặt tỷ dụ bây giờ cái duyên mình chưa có gieo sâu với Đức Phật, mình ăn chay chưa có được là đầy đủ, tức là chưa có trường chay được đó quý vị, lão đàn cũng nên khuyên rằng quý vị mình cố gắng là lo đáp đền cái câu hiếu thảo song thân, đó là sau này quý vị mới có sống còn được. Nếu quý vị không làm được điều này thì là coi như là chưa hẳn là sau này còn nghe quý vị. Đây là lời coi như là Đức Thầy đã thố lộ cho đệ ở trong giáo lý rất nhiều. Đức Thầy đã dạy là coi như là thiên kinh giảng điển hiếu nghĩa di tiên, dạng quyển sách của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu, tức là cái hiếu là coi như là đứng đầu trăm hạnh. Nói vậy đó, người xưa đã bảo đó là cũng như là thời vua Nghiêu Vô Thứng đó, là thuở xưa đế thứng lên ngôi cả mà tích cũ đề xà đắc đạo thông đó, kinh điển lưu truyền rương Phật Thánh mà nhờ lòng hiếu thảo được nên công. Tức là ngài có đầy đủ cái đức là hiếu thảo đối với cha mẹ, là sau này là trở thành một cái vị thánh vương trong thời đó. Thì hôm nay mình muốn đầy đủ công đức để dự hội long hoa thì cố gắng chúng ta thực hành đáp đền cho tròn câu hiếu thảo. Đó là cái sự kêu gọi chí thành của đệ lên đây, cũng mong rằng quý vị mình, nếu vị nào chưa là ăn chay trường được, chưa là coi như là phát tâm làm lành được, nhưng mà cũng phải ráng hiếu thảo với cha mẹ. Đó là cái lời kêu gọi chân thành nhất của đệ. Mong làm sao chia sẻ cái clip này coi như là cái lời rất là mộc mạc, cái lời rất thô sơ, nhưng mà cái lòng của đệ thì lúc nào cũng mong mỏi làm sao cho quý cô bác anh chị em ở trên toàn thế giới cảm nhận được cái tấm lòng của đệ thiết tha, coi như là thành kính mà kêu gọi quý vị đặng cho quý vị sau này coi như là đặng sống còn, sau này quý vị được là diện kiến thầy tổ, sau này đặng rồi quý vị được dự hội long hoa. Thì trong cái thời gian sáng này để chia sẻ cũng đôi mươi phút thôi chứ cũng không nhiều, tức là cũng giàu cho nói coi như là bao nhiêu lời nữa cũng thế, cũng không quên là những cái lời chân thành kêu gọi quý vị. Vậy thì hôm nay đó để chia sẻ cũng mộc mạc ngắn gọn, mong quý vị cũng hoan hỷ, cũng là tha lỗi cho đệ những cái sự trình bày còn kém khuyết. Đó là cái lời mong mỏi nhất và sự biết ơn sâu đậm nhất. Thì trước khi đệ cũng dứt lời, cũng không quên cầu ơn trên gia hộ cho toàn thể quý cô bác nào có duyên lành trên toàn thể năm châu bốn biển, là cầu cho gia đình được bình an, cầu cho là vợ chồng được hạnh phúc, và cầu cho thế giới coi như là bớt ngồi chiến tranh và bớt cơn dịch bệnh, và đồng thời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của mình là được an cư lạc nghiệp, cầu cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự giải thoát mê đi. Đến đây để xin viết lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.